Sinh ra trong gia đình nông dân nhiều khó khăn, Đặng Hoàng An không ngừng nỗ lực để thoát khỏi cái nghèo. Anh trở thành một thạc sĩ tâm lý với nhiều dự định hoài bão cho tương lai. Thế nhưng biến cố ập đến, An ngã cầu thang cộng với căn bệnh giảm tiểu cầu vốn có khiến đôi chân anh bị suy tủy, teo nhỏ và mất hoàn toàn khả năng đi lại. Tết bạn bè tới, thấy người ta này kia, thấy con mình á, bò, mình thấy mình đứt từng đoạn ruột mà mình da khóc mà không dám cho con mình thấy. Tủi thân, đau đớn và tuyệt vọng. Hơn một lần anh tìm đến cái chết cho chính mình. Cát Tường xin chào đón quý vị và thưa quý vị, một tuần đã trôi qua và ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Trong chương trình ngày hôm nay thì Tường sẽ giới thiệu đến quý vị một nhân vật đối với Tường là rất đặc biệt, đó là chàng trai tên là Đặng Hoàng An. Một chàng trai với một tương lai đang rộng mở thì những biến cố đã bất ngờ ập đến và chắc chắn anh ấy đã vượt qua cái giai đoạn này không hề dễ dàng một chút nào cả. Chị Tường xin chào Đặng Hoàng An. Dạ em chào chị Tường và xin chào quý khán giả đang xem chương trình ạ. Chị cũng có không có nhớ rõ lắm là mình đã từng gặp nhau trong một cái dịp nào, nhưng mà ngày hôm nay quay lại với một cái Hoàng An ngồi trước mặt của chị là hoàn toàn khác hẳn. Thì bản thân Tường nãy giờ cũng đang rất là bồi hồi, rất là xúc động, và ngay bây giờ thì chị cũng muốn tìm hiểu kỹ hơn về những cái gì đã trải qua với cuộc đời của em trong cái khoảng thời gian vừa rồi. Thì chị thường hay nghe An thường hay nói là cuộc đời là một cái với đôi chân tròn, thì bây giờ chị nhìn thì chị có thể hiểu đôi chân tròn đây là An muốn nói đến cái vòng tròn của cái bánh xe lăn, đúng không? Thì hiện tại là An đã cảm thấy thích nghi hay là cảm thấy thoải mái với cái đôi chân tròn của mình hay chưa? Dạ hiện tại bây giờ thì em phải cảm ơn cái đôi chân tròn này, bởi vì nhờ nó mà em có thể lăn đến những cái nơi mà mình cần đến, và cũng nhờ cái đôi chân tròn này thì ngày hôm nay em có mặt tại đây và có thể để trò chuyện với chị Tường ạ. Vậy thì chắc chắn là quý vị khán giả cũng giống như là Cát Tường cũng đang rất là muốn, nếu An không ngại thì An có thể chia sẻ lại cho chị Tường biết cái quá trình, cái tai nạn nó đã xảy ra bất ngờ đối với An như thế nào. Dạ xin chia sẻ với chị Tường, đó là vào năm 2016 em của em nó có nhắn anh hai là ngày xưa lúc em lên Sài Gòn á, anh hai mua cho em bánh cốm Hà Nội ngon quá, và em đi lính tự nhiên em thèm bánh cốm thì anh hai đi mua cho em, rồi chủ nhật anh hai đi thăm, anh hai đem xuống cho em được không. Chẳng may là cái hôm đó là em đi từ trên lầu đi xuống thì người em nó tối sầm lại và mồ hôi nó tuôn rất là nhiều mà em không hiểu lý do làm sao. Trong cái suy nghĩ của em là em cứ cố gắng giữ cái sức bình sinh của mình lại để tì nắm vào cái thanh tay vịn, nhưng mà lúc đó em cũng không có đủ lực và lúc đó em rơi tự do từ ở trên lầu rơi xuống. Là rơi xuống cầu thang? Dạ rơi xuống đó như thế nào em không biết, nhưng mà cái lúc em tỉnh dậy theo như cái quán tính bình thường thì mình đứng dậy mình đi thôi, nhưng mà em chồm lên như vậy thì cảm giác là nó đau, thì em cũng ráng cố gắng là mình lết từng bậc để mình đi lên lại trên lầu. Thì em ráng cố gắng lên thì ban đầu nó chỉ sưng cái vùng đầu gối, nó sưng to và nó đỏ và nó tím tái rất là nhiều. Lúc đó mình cũng chủ quan đó chị Tường, mình nghĩ cũng không có gì. Nhưng mà em thấy là bữa sau thì em ngồi em đánh máy lọc cọc đó, thì tự nhiên nó đau quá. Và thậm chí nó đau thêm cái vùng lưng của mình nữa. Thì lúc đó em mới đi bệnh viện, và đi lên bệnh viện xong cái vừa làm thủ tục xong cái tự nhiên cái đôi chân của em nó tê và nó đau, em không đứng được nữa chị Tường. Cái tự nhiên em khuỵu xuống, cái bà y tá bà chạy lại, cái bà lái chiếc xe, cái bà đem lại cho em, rồi bác sĩ nó nhờ nhập viện liền, và coi như cái biến cố của em là xảy ra từ đó. Lúc đó bác sĩ chẩn đoán em là như thế nào? Dạ thì
chia sẻ với chị Tường luôn là trước đó thì trong người em á, máu của em nó có cái dòng tiểu cầu thì nó hơi thấp hơn người bình thường xíu. Bởi vì nghe bác sĩ tư vấn nói là tiểu cầu mà mình càng xuống thấp nữa đó, thì khi mà mình té, mình va đập hay mình gì đó thì chảy máu thì nó không có cầm được. Một phần là do em cũng nhiều công việc á, mới về khoa mà được làm bí thư đoàn. Rồi bên cạnh đó tối em cũng đi dạy thêm, dạy thỉnh giảng ở một số trường cao đẳng ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Là mình. Em là dạy về tâm lý đúng không? Dạ đúng rồi chị Tường. Cho chị hỏi cái riêng tư một xíu là em sinh năm bao nhiêu? Dạ chị Tường là em sinh năm 90. 90 thì bây giờ cũng mới có 31 tuổi thôi. Mà 5 năm trước đúng không em? Là dạ. Lúc đó em mới 26 thì mọi người nghĩ đi. Một chàng trai 26 tuổi với bao nhiêu là cái dự định, rồi cái ấp ủ, rồi tương lai, rồi kế hoạch mà đùng một cái xảy ra như vậy. Nhưng mà chị vẫn thắc mắc một xíu thì cái công việc của em đi, em chia sẻ là lúc đó em đang làm giáo viên về cái tâm lý. Thì khi mình có một cái biến cố mà nó xảy ra như vậy thì không biết là lúc đó cái tâm lý của em như thế nào? Mình là một cái người may mắn được học về tâm lý đó chị Tường. Thì cái ban đầu thì mình rất là lạc quan, cố giữ cho mình một cái niềm tin lớn để mình có thể vượt qua. Bởi vì em nghĩ nó cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà chị Tường biết là càng về sau ở trong bệnh viện 2 tháng, tự nhiên nó làm cho mình cái niềm tin nó bị giảm đi. Mà 2 tháng trôi qua thì mỗi ngày cái tinh thần mình nó càng tệ đi xấu hơn. Đó là mình sợ chết hay là mình sợ không đi được? Thật ra là mình sợ cả hai luôn chị Tường. Là tại vì trước giờ em vẫn nuôi trong mình một cái ước mơ, cái hy vọng là mình trở thành một cái giảng viên thật là giỏi. Để mình làm, để mình đỡ đần lại những cái gì mà cha mẹ đã vất vả vì mình. Tại vì chia sẻ với chị Tường, nhà em là nông dân, cha mẹ cũng làm mướn với người ta, thậm chí có thời điểm là mẹ em phải đi làm những cái công việc mà người đàn ông cũng phải làm. Mình về cái mình cầm vào cái bàn tay của mẹ, mình thấy chai sần. Cái mình nói mình phải quyết tâm, mình phải làm thật là tốt để sau này bù đắp lại không cho mẹ đi làm nữa. Giờ cái em suy nghĩ nếu mà mình không đi lại được, rồi không đi dạy, rồi ai làm, rồi sao mình báo hiếu cho cha mẹ. Em có nghĩ quẩn không? Thời điểm ở trong bệnh viện em không bao giờ nghĩ quẩn. Trong bệnh viện em lúc nào cũng nuôi cho mình cái hy vọng là mình sẽ được chữa khỏi. Rồi bác sĩ ở bên Chợ Rẫy báo là cái khả năng mà em lên ca mổ thì giữ lại mạng không có. Là coi như là bệnh viện Chợ Rẫy bác sĩ là nói thôi đưa cháu về quê đi. Thì cái cảm giác như là người ta nói là ở quê mình hay nói đó chị Tường, là bị bác sĩ chê, là trường hợp của em đó là như vậy. Ai là người đồng hành cùng với em trong những lúc ngày tháng ở trong bệnh viện? Cha là cái người đồng hành với em trong suốt 2 tháng đó. Và cha em là một cái người nông dân, trước giờ cũng chưa có quen về cái việc chăm sóc bệnh như thế nào. Và trước giờ từ nhỏ đến lớn thì em cũng không thấy sự quan tâm của cha dành cho mình như thế. Và lần đầu trong đời mình mới thấy, thậm chí có những cái câu nói của cha: con ráng lên đi, dù có khó khăn nào thì cũng có cha với mẹ ở bên con á, nên con phải cố gắng để con còn đi dạy trở lại nữa. Nên là luôn lúc nào em cũng nuôi cho mình cái hy vọng là sẽ lên ca mổ đó mình sẽ hết. Em cũng trông đợi vào ca mổ đó. Bác sĩ thông báo là cưa tháo lắp, em cũng không sợ chị Tường nó có đau cỡ nào, tại vì cái ước nguyện của mình là muốn dạy trở lại, được đi trở lại. Nhưng mà thật ra là khi bác sĩ hồi chẩn nó là không mổ được, em rất là buồn, là làm thủ tục xong hết rồi mà em chưa chịu thay đồ, em vẫn mặc đồ bệnh nhân và em nằm ghì trên giường bệnh. Và trong khi đó cha nói thôi đi về con, mình đi về mình điều trị bên đông y đi. Và so với người ta, cái tâm trạng á, mà đi từ bệnh viện về á, người ta vui bởi vì người ta chữa xong bệnh rồi. Còn đối với em là anh trái ngược hoàn toàn. Về cha ẩm bỏ em lên xe lăn, rồi xe đẩy qua từng dãy hành lang, em ngồi bất động như cái xác không hồn. Em chỉ nhìn xuống hai chân mình vậy nè. Tại vì thời điểm đó là cái chân nó đã nhỏ đi rất là nhiều. Cái tự nhiên mình nhìn và nước mắt mình cứ tuôn xuống như vậy. Lúc đó em nghĩ cái gì? Khi mà về nhà thì trong đầu em lúc đó em có suy nghĩ cái gì mà tiêu cực không? Ra xe đi về trong đầu em rỗng toát à, không có gì hết. Mà nhìn bữa đó đi ra tới đại lộ Đông Tây thì mưa cũng to. Và em thấy là thường ta nói là đường về nhà gần, nhưng mà sau ngày hôm đó là cõi lòng em dài vô tận luôn. Cứ ngồi trên đó là cứ nhìn những cái giọt mưa nó đập vào cửa kính rồi nó vỡ ra. Mình thấy chắc số phận của mình cũng chuẩn bị là như vậy rồi, vỡ ra là trượt dài xuống thế. Rồi tại làm sao mà em có thể vực lại được cái đó? Rồi, lúc đó ba với mẹ thì tâm trạng của ba mẹ em như thế nào? Em là người may mắn học về tâm lý và em cũng là cái người sống về tình cảm. Nên là những cái lúc mà tối ở trong bệnh viện á, thấy cha trải chiếu nằm như vậy là em đã khóc thầm rồi. Thấy mẹ phải vừa đi làm vừa lo lắng cho em là em đã khóc
khóc mà đôi khi nước mắt mình phải rơi vào trong, cái nó đau nhói trong tim luôn á. Rồi khi về cha ẵm trên tay vậy nè, rồi nghe từng cái hơi thở của cha, em cảm nhận rất là rõ. Rồi những cái gì mà cha mẹ cũng đồng hành với mình, cha mẹ khóc, rồi cha mẹ đối diện, không phải là chỉ cái nỗi đau của em không, mà nỗi đau của cha mẹ vẫn hiện hữu ở đó. Vậy thì làm sao mà vượt lên được? Thật ra là chia sẻ với chị Tường là em mất khoảng 2 năm để em tìm lại được cái sự lạc quan sống. Và cái thời điểm khi mà về nhà, rồi em cũng nuôi cho mình cái hy vọng là điều trị bên Đông Y. À, rồi... có nghĩa là lúc đó tuyệt vọng thôi, nhưng mà về nhà dạ. lại tiếp tục mở ra một cái hy vọng mới nữa. Dạ, nói chung là em cứ cái chuỗi đó là cứ hả lạc quan xong rồi lại bi quan, rồi bắt đầu lên lạc quan lại bi quan tiếp. Nhưng mà những cái lúc mà cùng cực của cái sự bi quan có bao giờ em nghĩ quẩn không? Dạ có chị Tường, bởi vì mình thấy cha mẹ đã quá cực khổ với mình, thậm chí đêm đến là mình có đau, có nhức hay gì đó thì cha cũng phải là thức với mình, mà lúc đó là thấy cha ốm đi rất là nhiều luôn. Nếu mà mình được giải thoát thì cha mẹ phải đỡ vất vả, phải lo lắng cho mình. Thôi giờ mình tìm cách để mình giải thoát, cái bắt đầu là em không muốn ăn nữa. Tự nhiên cái tâm lý mình nó chi phối hay sao đó, bắt đầu cứ đưa thức ăn vô là tự động nó ói, nó nôn, nó trào ra hết, là không có tiếp nhận thức ăn được. Và coi như là đến một cái lúc nào đó được mấy hôm, nó quá yếu đi chị Tường, thì lúc đó cái một hôm đó em lên cơn co giật, cái em cắn lưỡi, coi như là em tắt thở luôn. Có tắt thở luôn? Tắt thở luôn, rồi xong cái cha với mẹ thấy cắn lưỡi như vậy, cái cha kêu mẹ lấy cái đũa bếp lẻ đi. Cái xong cái thấy lấy đũa bếp không kịp, cha đút cái tay vào và em cắn tay cha rướm máu luôn. Và sau này em nghe kể lại thì lúc đó em tắt thở không biết gì hết. Và cha mới ẵm đưa vào trong phòng, thì bắt đầu là nhồi để tìm cái nhịp tim cho mình. Mấy phút đồng hồ cũng không nghe thở lại, nằm im ru. Coi như là ở nhà là cha nói rồi, xong rồi. Rồi cha mới lấy cái áo sơ mi trắng, cha mới tính mặc cho em. Thì mẹ ngồi trên đầu nằm á, mẹ mới lấy cái áo mẹ giục ra bên ngoài. Mẹ tại vì mẹ không có chấp nhận là lúc đó em mất. Mẹ cứ khóc và mẹ cứ niệm Phật. Thì lúc đó là coi như là em cũng không thở lại. Thì bắt đầu ở sớm có một số người thì lại bàn tính là nấu món gì để làm đám, rồi dọn chỗ, rồi quét dọn chỗ này kia để lát em có mất, rồi đem lên đó là em nằm trên đó để làm đám. Nhưng mà đến cái đoạn mà mẹ chấp nhận rồi đó, mẹ mới lấy cái chăn á, mẹ đắp mặt là em lại luôn á. Thì lúc đó tự nhiên đâu có một cái nguồn năng lượng gì đó là ở đâu bên trong á, em thở nhẹ lại cái hì một cái. Thì lúc đó cha mẹ khóc lại một lần nữa, khóc vì em được tái sinh lại. Và sau này cái tỉnh dậy, nghe cái gì chị ruột của mẹ kể lại là mẹ lúc đó với cha lúc đó làm sao á, thì em mới nghĩ đến một cái chuyện, mình đi rồi những người ở lại làm sao. Em thấy bản thân mình ích kỷ quá, mình muốn giải thoát cho mình bớt phải gánh những cái đau này, rồi không muốn khổ cho cha mẹ. Nhưng mà đôi khi mình mất đi rồi mẹ còn khổ hơn. Bắt đầu từ đó là nó vực lại cái tinh thần, dạ. là coi như mình phải mưu cầu cái sự sống, dạ. đúng không? Rồi cái quá trình mà điều trị nó có, lúc đó bắt đầu đi Đông Y hả? Dạ, lúc đó là nói thiệt với chị Tường, ai chỉ đâu đi đó chị Tường, là bắt đầu là đi từ miền Đông đất đỏ xuống tận cái vùng sông nước miền Tây. Mà nãy giờ nghe em chia sẻ nhiều, đó là mình đang nói về phía gia đình, về bản thân em. Thì lúc đó không biết là những cái mối quan hệ xung quanh, kiểu như là công việc hay bạn bè thì lúc đó như thế nào? Có còn ai, có ai, có gì đặc biệt không? Dạ, thật ra cái may mắn của em là còn được có quý thầy cô ở khoa tâm lý, trường đại học sư phạm. Thì lúc đó thì khoa luôn đồng hành cùng với gia đình em. Thì lúc mà em nặng, em nằm trên giường bệnh, mình có những cái suy nghĩ mà tiêu cực á, là bắt đầu là mình được vỗ về mặt tâm lý. Cái may mắn của em là được thầy giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, là thầy đến, thầy động viên, thầy nói một câu mà em nhớ tới bây giờ, đó là dù An còn một ngày để sống, thì An phải sống còn với ngày được sống đó. Và em phải cố gắng đi để sau này còn lên dạy lại ở khoa nè, rồi em lên em viết báo, làm sách với thầy. Cái bắt đầu cái em vực dậy được một xíu. Cái lúc mà em chuẩn bị em hơi bi quan tí xíu, cái may mắn cái được là những cái đứa sinh viên học trò nó viết thiệp, viết thư: thầy ơi, tụi con chờ thầy về, thầy dạy rất là hay, tụi con chờ thầy về để được nghe cái giọng thầy giảng thôi. Tự nhiên cái có là thầy cô, học trò, rồi thậm chí thêm là những cái người ở xóm nữa thì đến cũng như là động viên em. Thì lúc đó em được tiếp thêm về sức mạnh. Đó là những cái mặt tích cực. Nhưng mà thật ra chị nghĩ cuộc sống nó phải muôn màu, muôn vẻ. Có những cái lời nói hay những xì xầm, bàn tán gì mà em cảm thấy nó khó nghe mà làm cho em bị tổn thương, mà em phải nhớ trong cái giai đoạn đó không? Thật ra là có chứ chị Tường. Có một số người ác ý á,
thì họ nói như thế này là cha mẹ em ở ác nên em mới như vậy. Mà em buồn cái là thà nói em đi, ở ác đi hay là em làm tội lỗi gì thì em cũng ghi nhận, nhưng mà cha mẹ em đâu có lỗi gì đâu. Đúng không? Nhiều khi là do cuộc sống này vẫn có những cái may rủi trong cuộc sống, thì tại sao mình đổ lỗi hay mình áp chế cái đó lên cái người thân của mình? Em buồn như vậy. Kính thưa quý vị, chúng ta cũng đã nghe được những cái gì mà An chia sẻ, mặc dù đó là một cái quá trình rất là dài, chiến đấu nó rất là dai dẳng, nhưng mà bạn ấy chỉ kể lại xúc tích bởi vì tất cả những cái sự việc đó bây giờ nó đã qua rồi. Nhưng mà qua đó thì chúng ta cũng đã cảm nhận được cái giai đoạn đó nó gay go, nó đen tối, nó u ám như thế nào đối với cái chàng trai đang ngồi trước mặt chúng ta. Để tiếp tục câu chuyện thì trước tiên các thưa xin mời quý vị chúng ta sẽ theo dõi một cái đoạn video clip sau đây. Trở về từ cửa tử, An như trở mình thành người khác, một Đặng Hoàng An đầy nghị lực và giàu trái tim yêu thương. An không chỉ có thể tự chăm sóc cho bản thân mà còn dành nhiều thời gian cho các hoạt động thiện nguyện. Dẫu mưa hay nắng, đôi chân tròn ấy vẫn mang yêu thương lăn dài đến từng mảnh đời khó khăn. Mình chắc là phải qua cái giai đoạn nó tươi sáng hơn một chút, thì không biết là rồi bắt đầu từ đâu, qua những cái giai đoạn mà An kể là nó bị chai lì với cảm xúc luôn rồi, vậy thì bắt đầu từ đâu tinh thần mình nó vực lại và mình đã tìm ra được một cái ánh sáng thì nó như thế nào? Xin chia sẻ với chị Tường là sau khi mà mình được hồi sinh trở lại, nhưng mình mở ra một cái chân trời mới và mình thấy là không phải ai cũng may mắn mà được tái sinh thêm một lần nữa, thì em phải trân trọng cái cơ hội này. Thì em nghĩ là mình là một cái thạc sĩ tâm lý, mình là một cái thầy giáo, không lẽ mình không làm được, mình khuất phục trước cái số phận của mình hay sao? Rồi bắt đầu là em tìm cái động lực cho mình. Cái ban đầu là em lên YouTube, em search những cái hoàn cảnh mà tương tự như mình, mà họ thành công, họ như thế nào, họ tìm cái cách họ vượt dậy như thế nào ra làm sao. Cái bắt đầu là em mới nhờ người, tại vì có mấy anh chị ở trên Sài Gòn xuống thăm, thì em nhờ mua những cái quyển sách mà truyền động lực cho em. Thì em đọc thời gian mà mình nằm trên giường bệnh, bắt đầu em đọc sách. Cái em thấy trời ơi, nhiều người sao ta là giỏi quá trời, mà người ta làm được nhiều thứ, tại sao mình không? Mình có thể làm được, và từ lúc đó là em thấy là mình đặt tìm được cho mình cái động lực rồi. Thấy chưa mọi người, không biết Tường nói cái này thì nó có đụng chạm với gì hay không, nhưng mà Tường là người hay nói thẳng nói thật, chị cũng chia sẻ với em, bởi vì nhiều khi em là một gọi là chuyên gia về tâm lý rồi, vậy mà cũng phải có những giai đoạn, đáng lẽ em là cái người đi truyền cảm hứng, truyền lửa cho người khác để mà giải tỏa những cái tâm lý, những người mà bị stress căng thẳng người ta mới tìm đến em, nhưng mà trong cuộc sống vẫn có những cái lúc mà bản thân mình cũng phải đi tìm những cái nguồn động lực từ những cái hướng khác, những cái nguồn khác, bởi vì chúng ta thấy nhiều khi mọi thứ nó đều khi là trên sách vở, đôi lúc mình cũng chưa cảm nhận được. Ví dụ như chị là chị hay tưởng tượng đến những cái gì đó nó đen tối nó xảy ra thì mình vượt qua như thế nào. Nhưng mà mọi sự suy nghĩ, tưởng tượng hay là mình học tập đôi lúc nó cũng không có hiệu quả, nó không có nó đúng bằng khi cái thực tế nó diễn ra với mình mới cảm nhận được một cách sâu sắc, đúng không An? Dạ đúng rồi chị, tại vì những cái mà sách vở là mình đọc rồi mình cảm nhận thôi, chứ mình chưa có thực hành nó, mình chưa có trải nghiệm nó. Rồi cái một cái chi tiết xúc động nữa mà là khiến em có cái động lực nữa, đó là một cái ông anh học chung thạc sĩ với em, thì anh bị thận cũng lâu năm rồi, rồi thậm chí là anh bị rất là nặng hơn em nữa, thậm chí nhưng mà tại sao anh vẫn lặn lội từ Sài Gòn xuống thăm em. Và cái hôm xuống thăm em là trời đã 7 giờ tối rồi, và anh đi trời trơn, té anh còn chảy máu nữa. Cái bắt đầu là nhìn bàn tay của anh mà gồ ghề những cái chỗ mà chạy thận, rồi anh nắm tay mình, anh nói anh em mình phải cố gắng lên An. Tự nhiên cái lúc đó cái người em nó nổi hết da gà, và em nói đến anh bị nặng như thế mà anh vẫn còn cố gắng vươn lên sống thì tại sao mình không? Đó, cái may mắn của em là từ trong sách vở, từ kênh YouTube, rồi kể cả những cái nhân chứng sống ở bên ngoài, nó làm cho em bắt đầu có niềm tin, có động lực sống trở lại. May mắn của em là sau tất cả thì gia đình vẫn ở bên cạnh em. Thì mẹ nói là mẹ không có quan trọng là con có thể đi đứng, con có thể ông này bà kia làm những cái việc kiếm tiền về lo cho mẹ. Mẹ chỉ cần con là khi mẹ đi làm về thấy con ngồi trên xe lăn, con chờ mẹ ở nhà, chỉ cần biết con còn sống là mẹ được rồi. Là được rồi. Bắt đầu em quay lại công việc như thế nào?
Dạ, ban đầu thì mấy anh chị thầy cô ở khoa là có những cái việc cần em hỗ trợ thì bắt đầu email về cho em. Rồi lúc đó em mới bắt đầu là mở cái laptop lên. Rồi bắt đầu mình mới làm những cái việc đơn giản từ từ. Đó là sửa lý lịch cho những cái thành viên trong tổ, trong khoa của mình. Rồi bắt đầu là cao hơn là thầy Sơn là cũng có nhã ý là mời cộng tác trong một số công trình nghiên cứu khoa học. Rồi bắt đầu cái mình tự nhiên là mình bị cuốn theo công việc. Rồi bắt đầu em có động lực nữa. Nhưng mà sau đó chị thấy rằng là em còn có nhiều cái hoạt động khác, em cũng tự trồng trọt đúng không? Rồi em lập kênh YouTube của mình nữa. Thì cái câu chuyện đó nó bắt đầu như thế nào? Nói về trồng trọt đó là em trồng nấm bào ngư. Thì ban đầu thì đứa bạn học chung cấp 3 nó mới nói là thấy em ở không vậy thì sợ suy nghĩ đến những điều tiêu cực. Em cũng thích trồng trọt mà, nên là bạn nó nói hay giờ mình làm nấm đi. Nấm bào ngư là hứa người ta đến ăn cái bữa ăn chay nè. Rồi mình làm vậy mình thấy nuôi nó, nuôi nấm bào ngư á, mình trồng nó thì bắt đầu nó từ nhỏ đến lớn như vậy để nó thấy cái sự trưởng thành và lớn lên dạng cũng như vậy đó, để mình thấy cái cuộc đời mình nó vẫn còn đang diễn ra như thế. Và em cuốn vào em làm về nông nghiệp, đó là nấm bào ngư sạch. Và cái sau đó thì một cái hôm thì gặp một cái người ngồi xe lăn cũng như em, thì cái bắt đầu nói chuyện, cái người đó thì thật ra là bi quan hơn em nữa, thì em may mắn là em đã vượt qua được rồi đó chị Tường. Thì em cũng khuyên, em mới nói ngày xưa con còn tệ hơn chú rất là nhiều luôn á, nhưng mà vượt qua được bây giờ cũng cả quá trình. Cái mình về mình suy nghĩ, cái bắt đầu mình lướt YouTube, cái thấy có một số người cũng làm YouTube nhưng mà họ khiếm khuyết đồ này kia, mà họ làm YouTube và thậm chí có cái người nước ngoài sao mà triệu view luôn. Cái em ban đầu em nói hay mình làm những cái clip về thực của mình, để một phần là cho những cái người quan tâm mình biết cuộc sống hiện tại của mình ra làm sao. Cái thứ hai nữa, biết đâu nhìn vào đó có một số người mà họ bi quan á, nhìn về cuộc đời vẫn có nhiều người vậy mà họ vươn lên sống, tại sao mình vậy. Là bắt đầu là em bắt đầu bắt tay vào làm YouTube. Tại là tự mình ơn tự làm này kia hết. Tự mình ên tự làm luôn. Cái bắt đầu là mới học quay làm sao, rồi học dựng làm sao, rồi tìm hiểu về YouTube làm sao. Rồi cái đi làm thiện nguyện nữa, thì cái câu chuyện đó như thế nào, cái duyên nào đến với làm thiện nguyện? Đi làm thiện nguyện thì cái may mắn của em là có những cái người bạn mà nó hiểu tâm lý của mình rất là tốt. Cái xong cái nó cũng làm thiện nguyện trước em. Cái bắt đầu cái nó nói, ông An, tôi thấy ở dưới quê ông nhiều hoàn cảnh khó khăn quá mà tôi nghĩ ông vận động là được đó. Trời ơi, cha ơi, hồi xưa giờ tôi mấy năm nay tôi có hoạt động Facebook đâu vận động sao được. Rồi mình biết làm sao đi xin nguồn tài trợ tôi, vậy giờ đâu có kinh tế. Nó nói, để tôi viết bài thử rồi ông xem, ông chỉnh sửa lại ông đăng coi làm sao. Cái tự nhiên cái lần đó là cái đăng lên cái làm sao tự nhiên quá nhiều người ủng hộ cho mình. Cái tự nhiên là bắt đầu từ đó cơ duyên cái mình lại đi làm thiện nguyện. Mà mỗi lần trải qua, ví dụ đi đến một cái nhân vật nào đó, cái mình thấy mình may mắn chị Tường, nhiều người còn tệ hơn mình, cái tự nhiên bắt đầu cái tự nhiên mình có bén duyên với đi làm thiện nguyện. Đó là có những câu chuyện nào mà trong quá trình em đi làm thiện nguyện mà em thấy nó ấn tượng không? Dạ có rất là nhiều chị Tường. Ví dụ như đơn cử cái trường hợp đầu tiên, đó là cái cô đó ngày xưa làm ở xã cũng có trình độ, nhưng mà vì cái không may mắn trong sức khỏe thì cô bị tai biến, cô liệt, cô ngồi chỗ thôi mà bây giờ nói không được luôn chị Tường. Và thậm chí đến gặp cô á, thì mình mới thấy ngày xưa họ cũng có tương lai, họ cũng có công việc ổn định như mình vậy đó, nhưng mà giờ họ trở về là gánh nặng của gia đình và mình cũng như thế. Mà mình may mắn mình còn cơ hội để được đi đây đi đó trên chiếc xe lăn này, còn cô không có được đi. Đến xong trao quà, mình nói thì cô nghe, cô hiểu, nhưng mà cô cảm ơn không được. Thậm chí cái chi tiết này làm em nhớ hoài. Khi mà em đến gặp cô cười, mà chị Tường biết những cái người đó cười có một bên thôi. Nên là em thấy đôi khi một cái nụ cười không trọn vẹn nhưng lại là một cái nụ cười đẹp nhất mà em từng thấy. Cái em thấy vậy, cuộc đời nó vẫn đẹp sao? Họ như vậy mà họ vẫn cố gắng họ cười được, thì tại sao mình không cười với cuộc đời này mà mình khóc không chi vậy? Rồi đó là một cái chi tiết. Cái chi tiết nữa là khi mà em vận động để trao xe lăn cho những cái người mà có hoàn cảnh tương tự như mình, chị Tường, em mới biết có những bạn thậm chí cũng còn rất là trẻ, tương lai cũng rộng mở, vì tai nạn chấn thương cột sống thôi phải ngồi xe lăn. Và thậm chí có những người ngồi xe lăn mà đến chiếc xe lăn mà nó rỉ, nó cũ, nó mục, nó xét luôn, mà không có chiếc, không có đủ kinh phí để mua chiếc xe lăn mới. Thì em nhìn chiếc xe lăn của em thì ở đây nó vẫn cũ đây, là nhưng mà em thấy xe lăn mình vẫn mới hơn nhiều người. Đó là may mắn. Nhiều người còn tệ hơn mình và họ vẫn cố gắng họ vươn lên, thì tại sao mình buông xuôi cuộc đời này? Và đôi khi những cái đó cũng là cái động lực sống cho em.
Hiện tại thì em cảm nhận về cái sức khỏe của mình như thế nào, về đôi chân của mình hiện tại như thế nào? Dạ, hiện tại đôi chân của em á, nó đã có cảm giác trở lại rồi, là nó biết đau, biết tê, biết như thế này, như thế kia. Và em thấy đôi chân em đã bây giờ có lực hơn, và mọi sinh hoạt của em thì em đều có thể tự lo cho bản thân, từ việc di chuyển hay là về giặt giũ hay là mọi thứ sinh hoạt cá nhân là em đỡ lo cực được cho hết. Ba mẹ rồi. Dạ. Ha, có một giai đoạn đầu là ba nằm một chỗ ba mẹ lo hết. Dạ. Và chị hỏi thiệt, em có nuôi hy vọng rằng là một ngày nào đó em đứng được không? Trời ơi, cái đó là cái như là nó mặc định trong đầu em luôn rồi. Rất là khao khát là mình được trở lại. Có thể là không đi đứng chạy chạy mạnh như ngày xưa, chỉ cần em được đứng trở lại thôi là coi như là em cảm ơn cuộc đời này rất là nhiều. Nên em vẫn nuôi cái hy vọng đó để em cố gắng em tập. Chị nghĩ là chị một câu hỏi cuối nữa thôi. Chị muốn hỏi em là cái chương trình của mình là hạnh phúc ở đâu? Dạ. Thì theo như An nghĩ rằng cái hạnh phúc của An ở đâu? Thật ra là em thấy là trải qua tất cả mọi thứ, em thấy là hạnh phúc nó không phải là ở nơi gì đó xa vời, mà hạnh phúc nó ở rất là gần mình. Là em cảm nhận cái hạnh phúc của em là mỗi ngày khi mà em thức dậy, em thấy cha mẹ em và những người thân của em vẫn còn khỏe mạnh bình thường. Đó là mình hạnh phúc. Và ngủ dậy mình thấy mà đầu óc mình vẫn còn biết suy nghĩ, trái tim mình vẫn còn biết rung động trước những cái sự việc trong cái cuộc sống này, đó là mình đã tìm ra hạnh phúc rồi. Chứ mình đừng có mong cầu gì những cái hạnh phúc xa vời. Hạnh phúc đôi khi nó là những cái điều rất là đổi đời thường, có thể là một cái bữa cơm mà bên cạnh đó là mình được ngồi ăn chung với cha với mẹ mình, như vậy đó là hạnh phúc của em rồi ạ. Kính thưa quý vị, chúng ta cũng đã lắng nghe. Thật ra là đây là một chuyên gia tâm lý đang chia sẻ, và qua cách bạn ấy kể câu chuyện của mình cũng thấy rằng là bạn ấy đang củng cố truyền năng lượng tích cực cho những cái hoàn cảnh mà bạn ấy nghĩ rằng là khó khăn hơn bạn An rất là nhiều. Thì thật sự qua câu chuyện của An, chúng ta nhìn mới hiểu ra được một vấn đề là không phải là hiểu, có thể hiểu là từ trước giờ chúng ta hiểu rất là nhiều rồi, về lý thuyết thì chúng ta đều hiểu, nhưng mà trên cái thực tế đây là một cái nhân chứng sống đang ngồi trước mặt của mình, thì chúng ta hiểu một cái sự việc rằng là khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Và đây cũng là một câu chuyện để truyền một cái năng lượng tích cực cho những cái con người, những cái cuộc sống mà gặp những cái khó khăn, nhưng mà vì bằng cái nghị lực sống và những cái nguồn năng lượng tích cực xung quanh mà giúp cho chàng trai ấy đã vượt qua và ngày hôm nay hiện diện ngồi ở đây. Thì thật sự chị Tường cũng không biết rằng là sau này thì phép màu nó có xảy ra, nó có diễn ra cho đôi chân của em giống như em mong ước hay không. Nhưng mà chị Tường tin chắc chắn rằng bản thân em, từ cái trái tim nhân hậu của mình, sự yêu thương của mình, đó cũng là một phép màu để đưa đến cho những cái mảnh đời bất hạnh xung quanh em mà em đang làm. Thì thay mặt cho chương trình, chị Tường cũng xin chúc cho em luôn luôn được nhiều sức khỏe. Thật sự bởi vì em là nam, em kềm cảm xúc của mình, cho nên là chị Tường nói chuyện với em, chị Tường cũng kềm cảm xúc, chứ thật sự là chị cũng rất là xúc động và cảm ơn em rất là nhiều. Bởi vì có những cái hoàn cảnh sống như thế này thì ai trong cuộc đời chúng ta cũng có những lúc bị chùng xuống, ai trong cuộc đời cũng có những lúc gặp phải những cái khó khăn, và đôi lúc chúng ta có những cái sự bi quan, những cái sự tuyệt vọng, thì đây là một cái nguồn động lực giúp cho ta luôn luôn phải lạc quan tự tin hơn. Bởi vì đến cả con kiến nó cũng còn mưu cầu sự sống, huống chi là con người, đúng không quý vị? Và chúc cho em luôn được nhiều sức khỏe, thành công, và chị hy vọng rằng và cũng tin rằng là với một cái niềm lạc quan như vậy, chắc chắn em sẽ đạt được những cái hoài bão, những ước mơ cũng như là một cái hạnh phúc riêng của cuộc đời mình. Cảm ơn em đã dành nhiều thời gian đến chia sẻ với chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Và em xin cảm ơn chị Tường, và nhân qua chương trình thì em cũng muốn nhắn gửi đến những cái người mà vẫn còn bi quan và mất phương hướng ở bên ngoài cuộc sống đó, thì chúng ta vẫn cứ giữ cho mình một cái niềm tin đi. Dẫu phép màu đó có đến với mình hay không, thì chỉ cần mình có niềm tin và vươn lên trong cuộc sống thì mình sẽ cảm nhận được hạnh phúc là ở đây chứ không ở đâu cả. Kính thưa quý vị, và lời nhắn nhủ cũng như là lời chia sẻ của bạn An cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay với đầy đủ những cung bậc cảm xúc. Cảm ơn quý vị đã luôn luôn lắng nghe và đồng hành cùng với chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ Bảy hàng tuần và được phát lại vào lúc 15 giờ 35 phút Chủ nhật và thứ Năm của tuần sau trên kênh TTV11, và chương trình cũng được phát lại trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.